lại nữa xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ đại thừa nếu lấy có sở đắc làm phương tiện từ lúc mới phát tâm đối với bát nhã ba la mật đa Khởi tưởng chấp trước hành đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khỏi tưởng chấp trước hành đối với pháp không nội khỏi tưởng chấp trước hành đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với chân như khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với thánh đế khổ, khởi tưởng chấp trước hành, đối với thánh đế tập diệt đạo, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với bốn tịnh lự, khởi tưởng chấp trước hành, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với tám giải thoát, khởi tưởng chấp trước hành, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại 10 biến xứ khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với bốn niệm trụ khởi tưởng chấp trước hành đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với pháp môn giải thoát không khởi tưởng chấp trước hành đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với 10 địa bồ tát khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với năm loại mắt khởi tưởng chấp trước hành, đối với sáu phép thần thông khởi tưởng chấp trước hành, đối với 10 lực Phật khởi tưởng chấp trước hành, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với pháp không quên mất khởi tưởng chấp trước hành, đối với tánh luôn luôn xả khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với trí nhất thiết khởi tưởng chấp trước hành, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với tất cả pháp môn đà la ni khởi tưởng chấp trước hành. Đối với tất cả pháp môn tam ma địa khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với quả dự lưu khởi tưởng chấp trước hành đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với quả vị độc giác khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với tất cả hạnh đại bồ tát khởi tưởng chấp trước hành hoặc đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật khởi tưởng chấp trước hành này xá lợi tử khi Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu không có phương tiện khéo léo, lấy hữu sở đắc làm phương tiện, khởi tưởng chấp trước các pháp như thế thì gọi là trước tướng.